Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Và nó nóng đến mức độ là cái này cũng không được, cho nên tôi phải quàng cái khăn này, quàng thêm cái khăn này, vì nó nóng, lúc mới nó nóng lắm, mới nó nóng lắm, sau đó là để cái khăn này thì phía trên mình quàng thôi, phía trong mình nhét vào đây thì nó mới vào. Đúng là bộ đội cổ hồ sang kia. Và đây là tôi thì mọi người thì thầy thì khuyến cáo là hai viên lúc đầu ấy, thì tôi làm cũng hai viên thôi, nhưng mà nó cứ thấy hay, cho nên là mình bảo thôi làm ba viên. Trời ơi, thì em không có nặng. Không nặng, đeo à. Và mọi người biết không, ông này em đi thì em ra cũng chạy quầy trời thần thần. Rồi ai cũng lưỡi cũng chì. Ôi, bệnh mà ngon vậy em nhé. Mọi người rợi lỗ tai, cái lỗ tai em nhìn thấy đỏ tươi. Ông lợm, soi sánh cho tôi, lỗ tai cũng lạnh mà lỗ tai ông ngắm. Tôi tưởng sao ở trong không có ba cái viên đạn đấy, mà ông làm cái nghi ấy, ông em làm cái nghi ấy. Đeo lúc nào đeo, rồi đeo đi bộ, đeo làm gì đeo, bởi vì nó không ảnh hưởng gì cả. Sáng kiến quân đội, sáng kiến quân đội. Cái này là trước tôi làm cái dán hay không? Bảo xe. Còn cái này thì là tôi cái này. Đấy. Chế ba viên này tặng khoảng cân rưỡi không? Cân rưỡi thôi. Rồi đi lại nhà bạn bè mà chơi, ngồi chơi chút xíu, mượn cái lò mình sống, chơi mấy cuốn trong bỏ vô đi chơi tiếp. Khi là vào cứ phong quận có tầm là mình không chú ý nữa, ta quay mà cái mỡ ra. Đây là túi hả anh? Không, để đá thôi. Túi này đá. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.